Vâng, xin chào toàn thể anh em audio Và ngày hôm nay là ngày 21 tháng 2 Phạm thức audio xin phép được giới thiệu đến anh em là Bên em đã vừa cập bến được một ít sản phẩm âm ly Đấy, Nhật Bãi Về, đã có mặt tại uh, cửa hàng bên em Cái sản phẩm mà anh em uh, Rất nhiều anh em quan tâm Đó chính là con 7 là 7 được cát Thì hôm nay đã có hàng nhá Đây này Đây, vừa mới về Cái đống này là vừa về và em cũng chưa lo chùi gì đâu Đấy mà độ đẹp của nó thì các bác nhìn này, đã rất chi là mướn mắt và 7 là 7 x này 6 là 7 x được này đều đã có hết nhá đấy và một số sản phẩm nữa bên này nhưng mà theo yêu cầu của một số anh em này một số anh em trong năm vừa rồi thì cũng rất nhiều anh em quan tâm đến đó là dòng đờ nông và hôm qua em cũng có nghe được một số cuộc điện thoại hỏi về chiếc âm ni đờ nông 1500 r mắc 2 đấy thì đây nó đây Em xin phép được quay lên và giới thiệu rụt gan, chi tiết bên trong của một sản phẩm và trùng với một số series. Không như những đơn vị khác bán hàng mà không báo số series cho anh em và không quay rụt gan. Còn bên em bán hàng, quay rõ ràng cho anh em, chi tiết, tỉ mỉ. Mời anh em cùng bắt đầu video của em ngày hôm nay với chiếc Omni đàn ông 1500 Max 2 giữa giờ Mark 2 và giờ trơn nó không có sự khác biệt nhau là mấy nhưng vấn đề của nó là cái Mark 2 thì nó có sự cải tiến cải 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 tiến hơn một chút xíu về cái phần uh, nguồn và phần công suất một chút xíu đấy còn về ngoại hình chiếc âm đi này phải nói là nó đã về đến bên em với tình trạng là đẹp xuất sắc và độ zin của nó thì là tuyệt đối hàng về đến bên em này nó mở ra kiểm tra đấy, cái dây nguồn của nó này anh em nhìn này. Đây, cái dây nguồn ở đây, dây nguồn của nó phải dài được khoảng chừng tầm 2 mét Đấy, từ kia ra kia đến đây. Đấy, đây, dây nguồn đây. Và khẳng định với anh em đây là dây nguồn xịn nhá, không phải là dây nguồn nâu. Đấy. Đây. Với một chiếc âm ly mà nó được sản xuất năm 2000. Đấy, đóng le rồi đấy các bạn nhìn nghe thấy chưa? Dây nguồn rất to luôn nhá. Chiếc âm ly này được sản xuất vào năm 2000, 2000 chuẩn luôn, không có lẻ liếc một tí gì cả. Anh em nhìn cái cầu loa của nó này, đấy. Uh, nó có cái chốt nhà máy khi sản xuất, xuất ra nó có cái chốt như này để bảo vệ để chúng ta dùng để cắm cái rắc bắp chuối đó nếu như cắm rắc bắp chuối thì chúng nó nhổ cái này ra nhưng mà hiện tại ở đây là cái con này vẫn đang đủ cả 6 cọc còn mỗi một cọc này mới chỉ rút ra thử nghiệm thôi Đấy, nhưng chưa dùng đến Đấy. và với dòng đờ nông 1500 Mark 2 thì nó có cái cổng rè dùng để đánh súp hoặc là nối sang thiết bị khác thì nó đây rồi nên anh em uh, rất nhiều anh em quan tâm đến vấn đề này này. Bởi vì âm uh, đi đờ nông rất nhiều anh em sử dụng nó để đánh những cặp loa. Uh, ví dụ như đờ N uh, ví dụ như đờ nông chẳng hạn là cũng có một số đờ nông bát 30. Đấy. Mà trận kháng của nó là 6 ôm đấy thì chúng ta dùng để hát karaoke. Uh, hoặc là những cặp mà uh, Dieton Onkyo bass 30 32 ví dụ như là 77HR chẳng hạn hoặc là 772 x đấy của Onkyo đấy thì con âm đi này hoàn toàn có thể đánh được đấy hoàn toàn có thể đánh được hai cặp thoải mái anh em nhé hoàn toàn có thể đánh được để phối hợp kết hợp karaoke ngoài ra thì dòng đờn ông này nó còn có thể cho chúng ta uh, trị những đôi loa bầu như này này đấy những đôi loa bầu như này để chúng ta hát karaoke thì cái việc khi chúng ta hát karaoke thì cái cổng rè này rất quan trọng nó sẽ nối ra súp điện cụ thể ở đây là ví dụ như súp điện Yamaha, súp điện Paragim hoặc là một dòng súp dòng súp điện khác. Thì với dòng súp điện thì có cái cổng rè này cắm ra thì khi chúng ta điều chỉnh volume này to nhỏ nó sẽ ok luôn. Nó sẽ tuân theo cái volume này luôn. Đấy, nên anh em sẽ rất tiện dụng khi chúng ta sử dụng. Đấy. Ngoài ra nữa thì uh, chiếc âm đi này có một cái ưu điểm nữa ở đây. Đây, em muốn nói tới. Đây các bác cùng nhìn này. Đơn ông. Với công suất đây. Với công suất của nó là 205W nhé. Nó khác với phiên bản nội địa thị trường Nhật là sử dụng dòng điện 100V và công suất của nó là 250W. Thì đây là chiếc âm đi đơn ông 1500R Mark 2 và được xuất cho thị trường nội địa châu Âu Uh, thị trường nội địa châu Âu thì ví dụ như là nước Anh hoặc là các khối liên liên kết của Anh của, của châu Âu chẳng hạn thì nó đang sử dụng dòng điện là 230V. Đấy và với tần số dòng điện là 5Hz. Và khi sử dụng với tần số này thì cái phần công suất của nó đang sử dụng là 305W. Đấy. Nó cao hơn so với những chiếc âm đi đờ nông 1500R cùng cái thời kỳ của nó. Thằng kia chỉ có 250W thôi anh em nhé. Và đây là Made in Japan Chỉ số CD của con này là 0120A Đấy là số CD của mày Còn đây là phần ruột gan bên trong của mày Đấy. Với sản phẩm xuất cho thị trường châu Âu Thì nó có phần công suất lớn hơn, mạnh hơn đây. Nói chung là một phiên bản khá đặc biệt một chút dù có khá đặc biệt hay không đặc biệt thì cái giá đầu xuân em vẫn chào cho anh em với một cái mức giá rất thân hiệu đó là 10 triệu 500 không bao gồm tiền cước phí bởi vì thực sự ra em không biết quý vị các bạn anh em đang ở gần nhà em hay là ở xa nhà em à, thế nên là cái tiền cước phí là anh em mua là anh em chịu hộ em nhé đấy và với cái mức giá 10 triệu 500 trong một chiếc âm đi đàn ông 1.500 mắc hai như thế này với công suất như này và sử dụng dòng điện 230V có nghĩa là chúng ta cắm trực tiếp vào điện lưới của nhà chúng ta mà không cần qua ổn áp thì nó đã đỡ được một phần rất nhiều cái phần đó và cái chúng ta chỉ cần thêm vang đúng không ạ thêm vang vào này và thêm mic vào là chúng ta có thể hát karaoke okay, ok luôn đấy và chúng ta có thể cắm vang hoặc cắm những thiết bị khác nối tiếp vào đây khi chúng ta tắt nguồn âm đi là có thể tắt hết đấy đây là cái ưu điểm của con đàn ông này rồi và cuối cùng thì cho em xin phép được thân ái chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video lần sau để tiếp nối với những cái con âm đi đang về như này cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh thân ái à, hẹn gặp lại